cô vừa mới làm cái gương mặt của cô một bên bên này này, thấy nó căng hơn so với bên này, và cái rãnh cười á nó cũng mờ đi nhiều lắm, và cái cung chân mày á nó căng lên cao và mắt nó cũng nhìn nó rõ hơn, to hơn so với bên này á. Thì cô thấy là cái cơ của cô còn chảy xệ nè, cái rãnh cười nó còn sâu lắm. Trong quá trình làm á thì cô không thấy đau, chỉ thấy ê như là có sự châm chích gì đó. Được bác sĩ trực tiếp làm cho cô thì thấy rất là yên tâm. Qua đây á, tôi rất là cảm ơn bác sĩ đã làm cho gương mặt của tôi nó sáng hơn và trẻ trung hơn. Mong bác sĩ làm ở bên này giống như bên này để cho tôi nhìn được trẻ hơn. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Nach Lily là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ Kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.